Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi sáng nay chúng ta sẽ dành ra cả buổi sáng, chúng ta sẽ ôn tập để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi hết cái môn triết học Ấn Độ này. Trước khi về ôn thì tôi có hai vấn đề. Một, tức là tôi nói về cái yêu cầu của một cái đề thi bậc đại học. Và thứ hai, đó là tôi đã chấm các bài của các tăng. Thì tôi cũng có rút ra ba cái hạn chế phổ biến. Hạn chế phổ biến của các tăng. Sau đó chúng ta sẽ ôn. Tất nhiên cái phần này tôi nói ngắn thôi. Trong một cái đề thi cấp độ đại học thì người ta có ba yêu cầu của một cái đề thi đó. Yêu cầu cái yêu cầu của cái người của một sinh viên hoặc của người học viên của một bậc đại học trong một cái môn học ra có ba cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất đó là cái người học viên nó phải có một cái kiến thức cơ bản nền tảng về cái môn học đó. Người ta đòi hỏi là phải có một cái kiến thức cơ bản và mang tính nền tảng của cái môn học. Ví dụ như của chúng ta đây, chúng ta phải có cái kiến thức và cái nền tảng, cái hiểu biết nền tảng về cái môn triết học Ấn Độ này. Thứ hai, yêu cầu thứ hai của một cái đề thi là cái đề thi ra như thế nào đó, anh đưa ra những câu hỏi như nào để gì, là đòi hỏi là cái đề đó cái người học viên hoặc cái sinh viên đó phải có khả năng phân tích tổng hợp và khái quát, có khả năng phân tích tổng hợp và khái quát vấn đề. Khái vậy thì phân tích thì các thầy cũng đều biết rồi, tức là một vấn đề đó chúng ta lý giải nó, phân tích nó. Ví dụ chẳng hạn là chúng ta trả lời là tại sao lại gọi là chính thống giáo, hay tại sao lại gọi là phi chính thống giáo, vì lý do gì, thì chúng ta phân tích nó. Ví dụ chẳng hạn như là gọi là phi chính thống giáo bởi vì các cái trường phái phi chính thống giáo tuy khác nhau nhưng đều chống lại những cái trào lưu tư tưởng mà nhà nước lúc đó, cái nhà nước cổ đại lúc đó ở Ấn Độ thừa nhận, đề cao, bảo vệ về mặt pháp lý cái trường phái chính thống giáo, gọi là chính thống giáo. Vì vậy những trường phái này bác bỏ những quan điểm của chính thống giáo thì trong lịch sử ta gọi là đó là những trường phái không chính thống. Cái không chính thống ở đây không có nghĩa về mặt học thuật hoặc về mặt chuyên môn, về mặt trình độ, mà không chính thống ở đây về mặt chính trị, về tư cách pháp nhân của cái thời kỳ đó. Những Veda cho đến Bà La Môn giáo thì được cái nhà nước thống trị lúc đó, được tầng lớp Bà La Môn lúc đó bảo vệ, cho đó là hệ tư tưởng chính thống. Còn những trường phái khác với tư tưởng thì họ cho đó là tà giáo hoặc cho là phi chính thống, cái vậy. Thì người ta phân nó đấy là phân tích tổng hợp. Tổng hợp có nghĩa là trong có thể người ta trình bày cái trường phái chính thống giáo là từ Veda cho đến Hindu, Veda thế này, Upanishad thế này, Bà La Môn giáo thế này, các trường phái triết học của Bà La Môn như thế này, Hindu giáo với tư cách làm tôn giáo dân tộc thế này. Nhưng mà tổng hợp lại, okay. Vậy thì đặc điểm chung nhất, những cái chung nhất của tất cả những trường phái gọi là chính thống giáo là cái gì? Hoặc là những cái đặc điểm chung nhất của
phi chính thống là gì, mặc dù rất là khác nhau, từ China, Lakayata rồi đến Phật giáo rất là khác nhau, nhưng vẫn có những điểm chung nhất. Thì làm rõ cái tính chất và những điểm chung nhất của cái trường phái chính thống hoặc phi chính thống, đấy chính là tổng hợp, đấy chính là tổng hợp. À, khái quát ra thì chúng ta tức là chúng ta đưa ra một cái bức tranh chung, một cái quan niệm chung về các cái trường phái hoặc về triết học Ấn Độ. Từ cái tổng hợp chúng ta đưa ra khái quát, vậy thì triết học Ấn Độ có những đặc điểm gì, kể cả hai cái trường phái đó, và nó nằm trong mối quan hệ so sánh với triết học Trung Hoa, hay nằm trong mối quan hệ so sánh với triết học phương Tây cùng thời lúc đó là thế nào, phải thấy vậy. Thì đấy là cái khả năng thứ hai. Khả năng thứ ba là cái khả năng diễn đạt một cách hệ thống và chặt logic, khả năng để thể hiện được cái khả năng diễn đạt một cách logic và có tính hệ thống. Khả năng diễn đạt một cách logic và hệ thống. Logic ở đây có nghĩa là tôi diễn đạt vấn đề đó một cách chặt chẽ, một cách chặt chẽ, không, tức là không tùy tiện và cũng không lộn xộn. Tức là những vấn đề tôi đưa ra một cách chặt chẽ, có cơ sở, có lý giải, thì đấy người ta gọi là cái diễn đạt một cách logic, có thứ tự. Rồi hệ thống có nghĩa tôi trình bày nó có một cái đề cương chi tiết, hoặc là có một cái tính hệ thống rõ ràng, người đọc người ta dẫn dắt người ta đi trên cái con đường rõ ràng. Đây cũng là một số các bài viết thì là không có tính hệ thống. Ở chỗ đang trình bày chính thống giáo thì sang Phật giáo, xong rồi sang chính thống giáo, xong lại sang Phật giáo, phải thấy vậy. Thì đấy không phải là vì câu hỏi, vì giả dụ câu hỏi là trình bày cái trường phái hai cái bức tranh chung của triết học Ấn Độ, thì tính hệ thống của nó là cái trình bày cái trường phái chính thống, sau đó trình bày phi chính thống, rồi rút ra nhận định hoặc khái quát, chứ không phải là so sánh. Thế rất nhiều người lại trình bày so sánh, hoặc là trình bày nó nhảy tóc, tức là trình bày cái trường phái Veda, trình bày trường phái China, trình bày Bà La Môn giáo, trình bày Phật giáo, vân vân. Thì nó làm cho người ta rất là không có tính hệ thống, người ta không hiểu, người ta không nắm được cái ý tưởng của mình, phải thấy vậy. Thì cái yêu cầu về mặt học thuật, về mặt chuyên môn ấy, thì ta có ba yêu cầu như thế này. Thì tùy theo đối tượng, thì có thể là cái người ra câu hỏi có thể thiên về câu này, có người thiên về cái này, hai cái cấp độ này, thì có đề thi thiên một cái này, có đề thi thiên một cái này. Đề thi thiên cái này thường là đề mở, và đề thi thiên cái này thường là đề đóng. Tất nhiên cái đề thi bao giờ nó cũng phải bao quát cả ba cái này rồi, một đề thi bao giờ cũng phải đòi hỏi ba cái yêu cầu này, nhưng có đề thi thiên cái này, có đề thi thiên cái này nhiều hơn do cách đưa ra câu hỏi. Thì đấy là cái yêu cầu của một đề thi đó. Thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta trình bày, chúng ta hiểu là cái đề thi nào cũng vậy, nó đòi hỏi ở mức độ này, chúng ta phải lưu ý tới ba vấn đề này. Khi chúng ta trình bày, chúng ta lưu ý ba vấn đề này, thì lập tức chúng ta sẽ chủ động và viết theo đúng cái yêu cầu. Rồi cái điểm tôi đã đọc tất cả những cái gầu như gần hết thôi, kể cả của lớp Tăng cũng như của lớp Ni, thì tôi rút ra là lớp Tăng có những cái hạn chế như sau, có những hạn chế như sau. Thứ nhất là một trong cái mang tính kỹ năng là có một số bài là đi hơi lạc đề do không đọc kỹ đề thi.
không đọc kỹ, không đọc kỹ. Cho nên là người ta nói là hãy trình bày một bức tranh chung, tức là người ta đòi hỏi cả hai cái này rồi. Thế anh phải có cái kiến thức về phi chính thống và chính thống, nằm trong cái triết học Ấn Độ thì anh mới có thể là gì, trình bày toàn cảnh của nó. Bức tranh chung thực ra là gì, là những cái điểm mang tính khái quát nhất, mang tính chung nhất của đấy. Cho nên là cái đề không đọc kỹ, không phân tích kỹ, là để trả lời câu hỏi là vậy cái đề thi này muốn mình trả lời cái câu hỏi gì, muốn trả lời cái nội dung gì. Thế nên có một số bài là không làm rõ được cái bức tranh chung đó. Có bài thì bức tranh chung đó thì có bài là viết phần chính thống giáo thì tốt, sang phần thứ hai đáng lẽ là phi chính thống giáo thì lại viết có Phật giáo thôi. Phật giáo thì đúng rồi, nằm trong phi chính thống, nhưng không, Phật giáo không phải là toàn bộ cái phi chính thống đó trong cái lịch sử Ấn Độ cổ, đúng không ạ? Đó, thành ra rất nhiều bài là như vậy. Để trình bày chính thống giáo rất là tốt, nên sang trình bày cái phần phi chính thống thì bỏ luôn hai cái trường phái, chỉ trình bày Phật giáo thôi, thì tôi nghĩ nó không phải là bức tranh chung nữa, nó không phải mang tính tranh chung đó. Thứ hai là chúng ta trình bày thiếu cái tính hệ thống này. Lý do là vì là rất nhiều người cứ thế đọc xong đề thi cái là viết, không có xây dựng cho mình một cái đề cương. Cho nên là thiếu cái đề cương, thiếu cái đề cương của bài viết. Ví dụ tôi là người đi thi, khi tôi đọc câu hỏi là hãy trình bày bức tranh chung của triết học Ấn Độ thì tôi lập tức vạch ra một cái đề cương luôn. Thứ nhất, làm rõ, ngắn thôi, làm rõ triết học Ấn Độ là gì, là thế nào, vị trí của nó trong cái nền văn minh phương Đông hay trong triết học phương Đông. Thứ hai là gì, là cơ sở dẫn đến cái chia làm hai trường phái. Tức là trong triết học Ấn Độ rõ ràng là có hạ cổ có hai trường phái rõ ràng. Cái hai trường phái này tính chất của nó xuất phát từ gì? Từ cái chế độ đẳng cấp. Chế độ đẳng cấp dẫn đến tính chất và nội dung của triết học Ấn Độ chia thành hai trường phái đối lập với nhau và xung đấu tranh với nhau trên phương diện quan điểm và tư tưởng. Rồi thứ ba, chúng ta làm rõ chính thống giáo, trường phái chính thống giáo. Trong đó làm rõ Veda một cách rồi Upanishad. Tất nhiên chúng ta không phải là trình bày nó dài, mà chúng ta chỉ trình bày Veda nó xuất hiện như thế nào, tư tưởng căn bản nó ra sao. Upanishad, Bà La Môn, Hindu giáo và cuối cùng là đặc điểm chung của nó, đặc điểm chung của chính thống giáo. Rồi sau đó là phi chính thống, chúng ta cũng trình bày như vậy. Rồi cuối cùng là kết luận, thì đấy là toàn bộ cái đề cương. Chúng ta làm rất nhanh thôi, nhưng chúng ta để chúng ta có được cái đề cương đó thì chúng ta phải có cái này rồi, phải có cái kiến thức cơ bản và nền tảng về về triết học Ấn Độ rồi. Thì khi chúng ta có đề cương này, chúng ta bắt đầu với phân thời gian. Phần này chúng ta viết trong 5 phút thôi, suy nghĩ viết trong 5 phút thôi, không vượt quá 5 phút ta không biết nữa, buông sang phần khác. Phần chính thống giáo này chúng ta viết 40 phút, phần này chúng ta viết 40 phút, 5 phút còn lại, 5 phút còn lại đọc lại và nộp bài. Vậy là chúng ta có đủ 90 phút. Như vậy là chúng ta đã có một cái lộ trình. Khi chúng ta có cái đề cương chi tiết, chúng ta sẽ có lộ trình. Thế chúng ta không phải phụ thuộc vào thời gian. Vì chúng ta thiếu đề cương này, cho nên chúng ta không có
không có tính cân đối trong khi viết, tức là không có tính hệ thống trong khi viết. Có bài viết thì phần chính thông giáo viết rất dài, bạn viết tới là hai cái tờ nút của giấy thi đấy, hai tờ luôn. Nhưng mà tới là một tờ rưỡi thì viết về chính thông giáo. Ừ, chắc là hết thời gian rồi cho nên còn có nửa trang thì viết về phi chính thống. Thế thì không cân đối, đúng không ạ? Chắc chắn người ta đánh giá cái đó là anh không đủ những cái kiến thức nền tảng về phi chính thống. Hay vậy. Là thiếu cái cân đối, do chúng ta không thiếu cái đề cương và không phân bổ thời gian thì viết. Thứ ba là rất nhiều bài viết mang tính miêu tả, tức là thiên về cái phần này nhiều quá. Chúng ta cần phải có một cái phần khi trình bày phi chính thống và chính thống, chúng ta cần có một cái phần rút ra những đặc điểm chung nhất, rút ra những đặc điểm chung nhất của nó. Khi trình bày một cách khái quát các trường phái của chính thống giáo, trình bày đặc điểm chung nhất của chính thống giáo là cái gì? 1, 2, 3. Đặc điểm chung nhất của phi chính thống là cái gì? 1, 2, 3. Sau đó thì chúng ta mới gì? Chúng ta mới khi mới có thể hiện được cái khả năng này, phân tích tổng hợp và khái quát. Cứ hay rút được đặc điểm chung và từ đó chúng ta mới rút ra kết luận. Thì đấy là cái thiếu thứ ba, đó là cái chúng ta hơi thiên về cái miêu tả, phụ thuộc với kiến thức này nhiều quá, là miêu tả nó thế này, trường phái kia thế kia, vân vân. Nhưng rút ra những đặc điểm chung nhất, tính chất chung nhất thì chúng ta lại không. Rồi một cái nữa, tức là cái khả năng diễn đạt. Khả năng diễn đạt chúng ta phải tập thôi, trong quá trình viết, vì triết học hay tôn giáo hoặc triết học tôn giáo luôn luôn là cách viết chính luận, cách viết chính luận. Nó không yêu cầu phải văn vẻ mà nó viết theo cái thuật ngữ cũng như khái niệm chuyên ngành của nó. Ví dụ triết học nó có khái niệm chuyên ngành của nó, tôn giáo cũng vậy, có khái niệm, có thuật ngữ chuyên ngành. Chúng ta phải nói đúng theo các cái khái niệm và thuật ngữ chuyên ngành đó. Thì trong một số bài viết thì thường là đôi khi sử dụng những cái từ dịch theo kiểu Hán hóa, theo kiểu Hán Nôm ấy, hoặc là theo kiểu Việt hóa, nhưng mà từ rất lâu rồi. Ví dụ có người viết Veda thì người Việt Nam thường gọi Vệ Đà thì Vệ Đà còn được, có người nói là Phệ Đà thì không đúng, hoặc là nói theo cái âm của dân gian thì không đúng. Ở chúng ta còn viết còn theo kiểu nói nhiều hơn là chính luận, chúng ta viết theo kiểu chuyện văn nói. Thì đấy là những cái hạn chế của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ đi vào chúng ta ôn. Thực ra tôi ôn cho các bạn có ba nội dung thôi. Nội dung thứ nhất là những cái điều kiện, những bối cảnh và tác nhân làm nảy sinh cái triết học Ấn Độ ở phương Đông. Nội dung thứ hai đó là cái bức tranh chung của triết học Ấn Độ thời cổ và trung đại, gồm có hai cái trường phái mà trong lịch sử các nhà triết học cũng như tôn giáo Ấn Độ đã phân chia hai cái trường phái khác biệt nhau rất rõ, đó là chính thống giáo và phi chính thống. Nội dung thứ ba là những kết luận về đặc điểm, tính chất và vai trò của triết học Ấn Độ đối với dân tộc Ấn và đối với nền văn minh phương Đông. Ba. Chúng ta sẽ ôn tập một cách hệ thống với ba vấn đề. Một, bối cảnh, tác nhân
dẫn đến sự hình thành và phát triển triết học Ấn Độ. Nội dung thứ hai đó là cái bức tranh chung của triết học Ấn Độ. Nội dung thứ ba đó là đặc điểm, tính chất và vai trò của triết học Ấn Độ đối với văn hóa truyền thống của dân tộc Ấn và đối với nền văn minh phương Đông. Tính chất, đặc điểm và vai trò của triết học Ấn. Chúng ta bắt đầu vào vấn đề thứ nhất. Hệ thống vấn đề thứ nhất. Thì thường là vấn đề thứ nhất nếu nằm trong cái đề thi thì thường đều đề thi mang tính tổng hợp và khái quát, thì nó là hãy trình bày cái bối cảnh và tác nhân dẫn đến sự hình thành và phát triển triết học Ấn Độ. Ở đôi khi người ta hỏi lắt léo hơn, người ta nói là hãy trình bày cái cơ sở xã hội của triết học Ấn Độ, hay là những câu hỏi mang tính cụ thể hơn là gì, hãy trình bày những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cái sự hình thành và phát triển của triết học Ấn Độ. Có ba cái loại câu hỏi đó nhưng chúng đều là một thôi. Hãy trình bày bối cảnh tác nhân cho sự hình thành và phát triển của triết học Ấn Độ, đó là một câu hỏi. Cũng câu hỏi, cũng nội dung như vậy, người ta đặt một câu hỏi khác nhưng thực chất nó cũng như vậy thôi. Cơ sở xã hội cho sự hình thành và phát triển của triết học Ấn Độ là một câu hỏi mang tính cụ thể thôi, đó là hãy trình bày phân tích, trình bày những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của sự hình thành và phát triển triết học Ấn Độ. Thực chất ba câu đó đều giống nhau cả, đều có một nội cùng một nội dung là gì, làm rõ những cái điều kiện xã hội, trong đó có kinh tế, có chính trị, có văn hóa của cái đời sống xã hội như là một cái mảnh đất là nảy sinh ra triết học Ấn Độ. Thì trước hết vì vậy trước hết là chúng ta làm rõ, nếu nó nằm câu hỏi này, dù câu hỏi gì, cơ sở xã hội của triết học Ấn Độ hay là những điều kiện kinh tế chính trị của triết học Ấn Độ hay là bối cảnh cá nhân, thì chúng ta cũng làm rõ cái triết học Ấn Độ đó trong một cái không gian và thời gian của Ấn Độ đó là cái gì. Đó người ta gọi chung là cái bối cảnh hình thành triết học Ấn Độ. Thì chúng ta có thể thấy cái bối cảnh hình thành triết học Ấn Độ nhất đó là lúc đó cái tiểu lục địa Ấn Độ đó bắt đầu bước vào, nó là bước vào cái chế độ nô lệ kiểu phương Đông. Nó nằm trong một cái gọi là phương thức sản xuất nô lệ kiểu phương Đông. Chế độ nô lệ kiểu phương Đông là thế nào? Phương thức sản xuất thì chúng ta biết rồi, phương thức sản xuất tức là một cái thời đại. Khi ta nói phương thức sản xuất công xã thì chúng ta hiểu đó là thời kỳ công xã nguyên thủy, thời kỳ mà con người chưa bước vào văn minh. Rồi cái phương thức sản xuất nô lệ này thì ta biết là đó là cái thời kỳ mà gì, xã hội đã hình thành nhà nước, hình thành các đẳng cấp, giai cấp, và nó dẫn đến cái sự đấu tranh hoặc cái lợi ích tranh lệch và đối lập với nhau giữa những người chủ nô và những người nô lệ.
Thế thì đấy là cái phương tư, có nghĩa là phương tư xuất chính là một cái thời đại, một cái thời đại mà triết học Ấn Độ được nảy sinh trên nó. Thời đại đó bao gồm cả đất đai, môi trường nhân văn, môi trường tự nhiên, khí hậu, vân vân, nó bao quát tất cả. Tức là đó là một tiểu lục địa Ấn Độ đang bước vào một cái xã hội có nhà nước, có giai cấp, mà giai cấp chủ yếu đó là những đẳng cấp nô lệ, vân vân. Cho nên cái phương thức sản xuất nô lệ kiểu phương Đông này, ở đây chúng ta cần phải làm rõ nó. Làm rõ là gì? Là Ấn Độ cũng như các quốc gia phương Đông cũng bước vào một cái chế độ phân chia thành những tầng lớp có lợi ích kinh tế khác nhau, nhưng khác với phương Tây. Phương Tây chia thành các giai cấp rất rõ ràng: chủ nô, quý tộc và những người nô lệ. Và cái người nô lệ là cái lực lượng sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội. Thế còn ở Ấn Độ thì không phải là giai cấp mà chia thành những đẳng cấp. Trong lịch sử Ấn Độ chúng ta thấy rõ ràng là gì? Là cái phương thức ở Ấn Độ chia thành 4 đẳng cấp. Và trong đó cái đẳng cấp thấp nhất, đẳng cấp những người nô lệ đấy, thì không phải là lực lượng sản xuất ra của cải chủ yếu, mà chỉ là những người nô bọc, bọc nô dịch, phục vụ, làm tôi tớ cho cái chủ trang trại hay là người có ruộng đất hay các tầng lớp bà la môn, vân vân. Thì chúng ta cái phương thức nô lệ này, chúng ta cần nói hơn, rõ hơn cái phương thức sản xuất là thế nào và cái nô lệ kiểu phương Đông là như vậy. Như vậy rõ ràng là chế độ nô lệ ở Hy Lạp, La Mã, phương Tây và chế độ nô lệ ở Trung Quốc và Ấn Độ là khác nhau, là hoàn toàn khác nhau. Chế độ nô lệ ở Trung Quốc và Ấn Độ là chia thành các đẳng cấp, không hoàn toàn là giai cấp. Còn ở phương Tây hiện đại, ở phương Tây Hy Lạp, La Mã thì chia thành, cũng là chế độ nô lệ, nhưng chia thành hai cái giai cấp rất rõ rệt là cơ bản trong cái xã hội đó: chủ nô, quý tộc và những người nô lệ. Trong đó người nô lệ là lực lượng sản xuất chủ yếu ở phương Tây đó. Chúng ta làm rõ cái chỗ, vì vậy mà người ta thường nói là những cái chế độ nô lệ, cái chế độ nô lệ ở các quốc gia phương Đông ấy là nó không điển hình, nó không rõ ràng như phương Tây, và vậy người ta thường gọi đó là kiểu phương Đông. Kiểu phương Đông có nghĩa là chế độ nô lệ không rõ ràng, không hình thành giai cấp mà hình thành các đẳng cấp. Thì chúng ta làm rõ hai cái ý đó. Thứ hai, cái nội dung thứ hai trong cái bối cảnh Ấn Độ này, chúng ta phân tích cái hoàn cảnh địa lý tự nhiên. Hoàn cảnh địa lý rồi tự nhiên, rồi khí hậu, vân vân. Ví dụ chẳng hạn như là Ấn Độ là một tiểu lục địa, về mặt đất đai có khi nó cũng rộng bằng châu Âu rồi, Ấn Độ cũng như Trung Quốc. Nếu xét về mặt diện tích đất đai ấy, thì cái tiểu lục địa Ấn Độ thời cổ bao gồm cả Pakistan, cả Sri Lanka nữa, thì là nó bằng châu Âu mất rồi về mặt diện tích. Cho nên người ta thường gọi đó là một tiểu lục địa. Và khí hậu cũng như điều kiện tự nhiên ấy, nó để lại dấu ấn rất sâu sắc trong tư tưởng của người Ấn. Mà trong đó chúng ta nên phân tích 3 điểm. Một, dãy Himalaya như là nơi ở, nơi cư ngụ của vị thần. Hai, con sông lớn như là báu vật của nền văn minh nông nghiệp ở Ấn Độ, đó là sông Hằng và sông Ấn. Ba là khí hậu rất khắc nghiệt, rất chênh lệch. Ban ngày nhiệt độ rất nóng, nhưng ban đêm thì lại xuống, nhiệt độ xuống rất thấp. Ví dụ thông thường cho hàng ngàn năm nay ở Ấn Độ vẫn thế, có thời những cái thời gian mà thời tiết nóng ấy, có khi lên tới 40 độ.
có khi lên tới 40 độ. Nhưng ban đêm ấy, thì có khi nó xuống tới 10 độ. Nó chênh lệch nhau quá à, là con người ta để phải thích nghi với nó thì rất là khó khăn đó ạ. Ban ngày lên tới có khi lên tới 38, 39, 40 độ. Nhưng ban đêm thì lại có khi phải đắp chăn xuống có 10 độ thôi. Anh ra đâm là cái khí hậu khắc nghiệt ấy. Và đặc biệt là khí hậu ở Ấn Độ gần Xích Đạo, khí hậu nóng và ẩm. Các bạn cái này á, cả ba cái hoàn cảnh địa lý tự nhiên ấy, nó tác động đến tâm linh, tâm lý người Ấn Độ. Nó tác động đến trí tưởng tượng của người Ấn. Nó tác động đến tâm linh của họ, đến trí tưởng tượng của người Ấn. Cho nên nó để cái hoàn cảnh địa lý tự nhiên, nó để lại cái dấu ấn trong cái triết học Ấn Độ. Rõ nhất là hai điểm. Một là Ấn Độ triết học và tôn giáo gắn chặt với nhau, không tách biệt. Nó thể hiện cái vừa cái là gì? Vừa cái trí tưởng tượng, tư duy, đồng thời là tâm linh. Nó thể hiện rất rõ các cái trường phái như Bà La Môn, Hindu, Phật giáo, China đều vừa là sự thống nhất triết lý rất cao siêu, rất thâm trầm sâu sắc, nhưng đồng thời khía cạnh tâm linh tôn giáo cũng rất đậm nét. Thì đấy là nó để lại hai cái dấu ấn trong triết học Ấn Độ. Một, triết học và tôn giáo gắn liền nhau. Hai là những cái hình thức thực hành tôn giáo cũng như là một số các trường phái rất đặc trưng của Ấn Độ. Ví dụ như yoga hay thiền trong Phật giáo. Yoga, thiền, đó là những cái hình thức chỉ có Ấn Độ có. Chỉ có Ấn Độ có thôi. Yoga, thiền. Và sau này ấy, yoga cũng như thiền nó trở thành phổ biến khắp nơi, với tư cách là một cái thực hành tâm linh hay là một cái thực hành về sức khỏe vân vân. Thế đấy khi nói cái mà có ảnh hưởng đến hình thành triết học Ấn Độ thì cái hoàn cảnh địa lý tự nhiên này nó tạo nên gì, những cái đặc trưng riêng của triết học Ấn Độ, tạo nên những cái đặc trưng riêng của Ấn Độ, và thể hiện là hai cái điểm rất rõ. Nó thể hiện nhiều điểm nhưng hai điểm rất rõ, đó là triết học gắn với tôn giáo, và thứ hai là những cái hình thức rất đặc trưng và chỉ có Ấn Độ. Yoga, thiền. Rồi một cái yếu tố nữa hay một cái tác nhân nữa trong cái bối cảnh này, đó chính là nhân chủng. Nhân chủng ở đây chúng ta phân tích cái sự kết hợp thống nhất về mặt văn hóa, đó là quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa của hai cái chủng tộc cơ bản và lớn nhất trong xã hội Ấn Độ. Trong xã hội Ấn Độ cổ thì có nhiều các cái tộc người, ngay Ấn Độ hiện nay cũng vậy, rất nhiều các dân tộc, các chủng tộc, nhưng có hai cái chủng tộc lớn nhất và cơ bản nhất, đó là Aryan và Dravidian. Aryan từ phía Bắc, ở bên ngoài Ấn Độ, từ phía Bắc, với đặc trưng văn hóa của họ là văn hóa bán du mục. Và người Dravidian là những người dân, những cái tộc người ở bản địa Ấn Độ dọc hai con sông lớn, sinh sống bằng cái văn minh nông nghiệp dọc hai con sông lớn, sông Hằng và sông Ấn. Thì đây là một sự kết hợp mang tính nhân chủng, văn hóa nhân tộc, dân tộc, tộc người, văn hóa tộc người. Như các nhà triết học Ấn Độ gọi đó là một cuộc kết hôn về văn hóa giữa cái văn hóa bán du mục của người Aryan
với văn hóa nông nghiệp của mình, bản địa ở Ấn Độ. Và nó tạo thành một cái yếu tố nhân chủng này, nó làm nó tạo ra cái triết học Ấn Độ, nó tạo ra những cái đặc trưng của triết học Ấn Độ, vừa mang tính duy lý rất cao, nhưng đồng thời là tính tâm linh rất sâu đậm, cả hai cái đó. Tính duy lý tức là tính triết lý, tính minh triết của nó rất cao. Đấy, chúng ta nghiên cứu trong các cái Hindu giáo cũng như Phật giáo, chúng ta thấy rõ tính minh triết rất cao. Nó thể hiện đó là cái tầm, cái tư duy mang tính triết học rất cao, nhưng nó lại gắn với đời sống tâm linh. Nó chứa đựng những yếu tố mang tính tâm linh, mang tính tôn giáo. Và vì vậy người ta không gọi là triết học, ta gọi là minh triết, là như vậy. Minh triết là sự kết hợp của cái yếu tố duy lý và cái yếu tố mang tính tâm linh, mang tính thực tế. Đó là cái yếu tố nhân chủng. Cái tác nhân thứ ba người ta thường nói là cái tác nhân kinh tế và chính trị. Thì có thể nói là khi bước vào cái phương thức sản xuất nô lệ mà cái nền sản xuất dựa chủ yếu là nông nghiệp và thuận lợi bởi khí hậu nóng ẩm, hai con sông lớn, cho nên cái nông nghiệp, cái nền nông nghiệp ở Ấn Độ phát triển rất nhanh. Nó thúc đẩy cái sự xã hội để phát triển. Cho nên là cái kinh tế, đặc trưng của cái nền kinh tế ở Ấn Độ đó là nông nghiệp. Và vì vậy mà cái đặc trưng kinh tế nông nghiệp ấy của Ấn Độ nó để lại cái dấu ấn của nó trong cái triết học Ấn Độ. Đó là gì? Đó là tất cả những cái tư tưởng của cái tầng lớp thống trị. Bà La Môn là những người Arya ở phía Bắc, và nhưng lại sống, anh ta vào Ấn Độ, anh ta không phải là bán du mục nữa, mà anh ta sống trong một cái nền văn minh nông nghiệp đó. Nên nói như các nhà nghiên cứu triết học đó, là người Aryan xâm nhập vào Ấn Độ, xâm lược và thống trị những người bản địa Ấn Độ, các tộc người bản địa Ấn Độ. Nhưng chính người Aryan đã bị cái văn hóa của người bản địa thống trị lại. Thế là người An vào ấy, anh ta không giữ được cái bản sắc riêng của anh ta nữa. Anh ta sống trong cái văn minh nông nghiệp này, anh ta bị đồng hóa, anh bị hòa tan vào trong cái văn minh nông nghiệp đó. Trên cái nó dẫn đến cái nền nông nghiệp nó mang cái đặc trưng của cái triết học Ấn Độ. Nó không phải là cái triết học giống như của phương Tây nữa, mang tính triết học, mang tính duy lý, mang tính thiên về tự nhiên đó. Mà cái nông nghiệp này nó dẫn đến cái tính tâm linh tôn giáo trong triết học Ấn Độ. Nó thể hiện cái tính tâm linh, tính tôn giáo trong triết học Ấn Độ. Nó thể hiện là gì? Là trong là khởi đầu các cái tư tưởng đầu tiên đều là triết học. Nhưng trong sự phát triển của nó bước sang lĩnh vực tôn giáo. Nó trở thành một tôn giáo. Hoặc nó chứa đựng những yếu tố tôn giáo. Ví dụ Phật giáo là rất rõ. Đầu tiên Phật giáo là một hệ thống triết học đấy chứ. Và tôi chỉ cố gắng trả lời những câu hỏi. Vì sao con người khổ? Và làm cách nào để con người thoát khổ? À, mang tính triết lý, chứ không phải là mang tính tâm linh tôn giáo. Nhưng khi đạt đến cái đỉnh cao nhất, trả lời những câu hỏi đó, thì bắt đầu mang những yếu tố tâm linh, yếu tố của con người. Những cái giai thoại nói là đầu tiên Phật tổ đi theo trường phái China, đi theo các cái trường phái khác, thấy vậy là để chứ nào là đó là những cái sự lựa chọn trong một quá trình đi tìm tòi cái chân lý.
và cuối cùng đạt đến cái sự hình thành ra cho ra cái những cái quan điểm triết học Phật giáo. Thì đấy là cái kinh tế. Thế còn về chính trị, về chính trị thì cái đặc trưng của chính trị đó là một cái nhà nước, một cái nhà nước có bốn đẳng cấp, có sự phân biệt rất khác biệt về vị trí xã hội giữa bốn đẳng cấp. Bốn đẳng cấp được phân biệt và có một cái chế độ phân biệt rất khắc nghiệt của bốn đẳng cấp đó. Nếu chúng ta biết bốn đẳng cấp là bốn đẳng cấp cơ bản thôi. Ví dụ chẳng hạn như là người Bà La Môn, rồi các cái địa chủ, tướng lĩnh, vua chúa, rồi những người dân tự do, tiểu thương, rồi những người nô lệ. Ngoài ra còn nhiều tầng lớp khác nữa. Những tầng lớp ví dụ chẳng hạn như là bị người Bà La Môn bị thất sủng, không có đẳng cấp. Còn một bộ phận các tầng lớp không có đẳng cấp, những người không có đẳng cấp, không được xã hội thừa nhận một đẳng cấp nào cả. Cái nhóm người đó lại hình thành những nhóm khác nhau, nhóm thuộc về người Bà La Môn, nhóm thuộc về những người dân tự do, vân vân. Thì bốn đẳng cấp này nó ảnh hưởng gì đến triết học Ấn Độ? Thì bốn đẳng cấp này, thứ nhất nó ảnh hưởng đến tính chất, nó ảnh hưởng đến tính chất, nó ảnh hưởng đến tính chất của triết học Ấn Độ. Đó là nó chia thành các cái trường phái, những trường phái nó có tính chất khác nhau. Những trường phái phản ánh lợi ích xã hội của đẳng cấp này hoặc của đẳng cấp kia. Ví dụ Bà La Môn giáo, từ Veda hay Hindu giáo, nó luôn phản ánh cái vị trí xã hội, lợi ích, đặc quyền đặc lợi của tầng lớp thống trị. Người Bà La Môn hoặc họ là các cái người chủ tế hoặc là những người dẫn dắt đời sống xã hội theo một con đường tâm linh nào đó, là người có khả năng giao tiếp và đạt đến cái đấng tối cao Brahma. Rồi đẳng cấp thứ hai, đẳng cấp có quyền lực trong xã hội, giàu có quyền lực trong xã hội. Đẳng cấp thứ ba, dân tự do, đa số là những người nông dân. Đẳng cấp thứ tư, những người nô lệ. Thì tất cả những đẳng cấp đều có những lợi ích, có địa vị xã hội khác nhau, có lợi ích khác nhau, và vì vậy họ có hệ tư tưởng và triết học tôn giáo của họ là khác nhau. Nếu như người Bà La Môn và cái tầng lớp thống trị đấy, tư tưởng của họ là từ Veda cho đến Hindu giáo gọi là chính thống giáo, thì những người dân tự do họ có hệ tư tưởng riêng của họ, hình thành một trường phái triết học mà chúng ta gọi là Latayata. Những người nô lệ cũng phản ánh nguyện vọng, khát vọng của họ được tự do, được dân chủ, được bình đẳng, nó thể hiện trong hệ thống triết học Phật giáo nguyên thủy. Những người Bà La Môn bị thất sủng thể hiện trong trường phái triết học riêng của họ, đó là China. Đó, tính chất là như vậy. Thì tính chất đấy có nghĩa là gì? Nó là các cái triết học Ấn Độ ấy, nó là những trường phái phản ánh tâm tư, nguyện vọng, địa vị xã hội và lợi ích của những đẳng cấp khác nhau trong xã hội. Và vậy tính chất của nó khác nhau. Rồi thứ hai là nội dung cái chính trị ấy, những cái quan hệ chính trị trong xã hội, đặc biệt là bốn đẳng cấp ấy, nó dẫn đến những nội dung rất khác nhau. Khi giải thích về con người, về xã hội, về hạnh phúc, về tự do, vân vân, thì giải thích về tất cả những vấn đề liên quan đến con người, thì các trường phái triết học có những nội dung khác nhau. Và chính vì vậy nó mới tạo nên gì? Cái nội dung triết học ở Ấn Độ thời cổ rất đa dạng và phong phú. Nó tạo nên tính đa, cái nội dung tạo nên tính đa dạng và phong phú với rất nhiều các trường phái triết học có nội dung khác nhau. Rồi cái tác nhân thứ tư đó là khoa học kỹ thuật.
khoa học kỹ thuật của Ấn Độ cổ đại. Thì chúng ta biết là Ấn Độ cổ đại thì cái kỹ thuật của họ, kỹ thuật canh tác của họ, những kiến thức của họ về về những cái khoa học, kể cả tự nhiên và xã hội của họ cũng bắt đầu được hình thành và cũng để lại những cái dấu ấn trong cái lịch sử nhân loại về tri thức của nhân loại. Người Ấn Độ đã cố gắng giải thích cái thế giới này. Và trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ấy, thì họ cũng có lịch pháp của họ. Với tư cách là một cái nước nông nghiệp, trong nền văn minh nông nghiệp, họ có lịch pháp riêng của họ. Cái lịch pháp đã giúp cho họ đạt được hiệu quả gieo trồng đúng với thời tiết, thời vụ và khí hậu của họ. Họ cũng bắt đầu là đi biển, phía Nam họ cũng bắt đầu đi biển. Thiên văn học của họ cũng phát triển, rồi toán học cũng phát triển. Trong lĩnh vực khoa học của họ thì có thể nói là gì, là để lại cái dấu ấn đó là cái khoa học tự nhiên của họ, đo đạc này, rồi thì là số toán đại số, số học của họ là phát triển này đó, vân vân. Rồi kỹ thuật về hàng hải của họ cũng phát triển này, vân vân. Nhưng đặc biệt là cái phục vụ cho hoạt động nông nghiệp của họ phát triển, đo đạc, số học, toán học, vân vân, hình học của họ phát triển. Thì một cái đặc trưng nhất là người chính người Ấn Độ là cái dân tộc mà đã phát hiện ra số không. Và số không đó đã có thể nói làm cho cái toán học như số học phát triển rất mạnh mẽ. Tại vì có số không, con người ta tiến đến vô tận, tiến tới cái số gọi là vô cùng lớn. Còn không có số không thì người ta chỉ dừng lại con số 9 thôi. Tiêu biểu nhất là triết học Trung Hoa. Triết học Trung Hoa thời kỳ cổ tương đương với Ấn Độ đó, thời kỳ của Tam Đại, của thời kỳ nhà Hạ, bắt đầu bước vào chế độ nô lệ kiểu phương Đông ở Trung Hoa, đó là thời kỳ nhà Hạ, khoảng thế kỷ thứ 21 trước công nguyên ở Trung Hoa. Thì nhà Hạ lúc đó mới có đến số 9 thôi. Nó thể hiện trong cái bức Hà Đồ của và lạc thư của Hạ Vũ. Bức lạc thư trong đó có từ số 1 đến số 9 thôi, không có số 0. Và người Trung Quốc lúc đó chỉ dừng lại ở số 9 thôi. Lên đến cao hơn số 9 đó là số 10 đấy, nhưng ai thì họ cho là nhiều rồi. Nó bước vào cái khái niệm là nhiều rồi. Không tính được. Thế thì 10 hay 11, 12 đều là cùng một số là nhiều. Cho nên nó không đạt đến. Không đạt đến cái số vô tận. Nhưng khi có số 0 rồi là 10 thì sẽ có 11, có 21, có 31, rồi có 101, có 1.0001, đúng không? Cứ thế đấy, kéo lên số vô tận, dãy số vô tận. Đó là khoa học kỹ thuật. Và cái nhân tố thứ 5 đó là nhân tố văn học nghệ thuật. Cái khoa học kỹ thuật này nó tác động thế nào đối với triết học Ấn Độ? Nó tạo cái tư duy logic và cái trình độ tư duy. Trình độ tư duy của người Ấn đạt đến cái trình độ tư duy rất cao. Bây giờ nhìn lại những câu chuyện thần thoại người Ấn, rồi những cái bài toán câu đố, cái đố của người Ấn cổ, những câu chuyện thần thoại người Ấn, những câu chuyện mang tính đố, toán đố của người Ấn cổ, thì có thể nó cũng tương đương như ở Hy Lạp và La Mã vậy. Không khác gì cả. Ví dụ một cái trong một cái có một người đến gặp ba vị thần, một vị thần chuyên môn nói thật, một vị thần chuyên môn nói dối, một vị thần vừa nói có thể nói thật và cũng có thể nói dối. Thế là anh ta gặp ba vị thần đó để hỏi một vấn đề. Thì ba vị thần này giống y như nhau và anh ta cũng không biết. Thì trong ba vị thần đó anh ta chỉ được quyền hỏi hai câu thôi. Anh ta không biết ba vị thần đó là ai cả. Nhưng trong đó thì một vị thần chuyên môn nói thật,
Thế là hắn nói cái gì, hỏi cái gì ông ta nói thật. Hai là chuyên môn nói dối. Và ba là vừa nói dối vừa nói thật. Không biết lúc nào anh ta có thể nói dối và cũng có thể nói thật. Thế thì anh Quyền đặt hai câu hỏi cho một trong hai trong ba vị thần đó để tôi giúp anh ta phân biệt được đâu là vị thần nói thật, đâu là vị thần nói dối, đâu là vị thần vừa nói. Đấy, thì đấy là bài toán cực khó, thể hiện cái trình độ tư duy logic rất cao. Thì đấy là khoa học kỹ thuật. Cái nhân tố thứ năm đó là nhân tố gì? Nhân tố văn học nghệ thuật. Thì cái văn học nghệ thuật ấy, thì như chúng ta biết nổi bật nhất đó là hai cái tác phẩm mang tính sử thi và niềm tự hào của người Ấn, đó là Mahabharata, đúng không ạ, và Ramayana. Hai cái tác phẩm coi như là niềm tự hào của người Ấn, cũng như là hai cuốn sử thi tương đương với Iliad và Odyssey của Hy Lạp, tương đương với kinh thư của người Trung Hoa. Hai cuốn Ramayana và Mahabharata. Hai cuốn này cũng đã được dịch ra tiếng Việt rồi đấy. Hai cuốn sử thi Ramayana và Mahabharata. Nó giống như là hai cái cuốn kinh thi và kinh thư của người Trung Hoa cổ. Thì trong hai cuốn này á, nó lột tả tất cả cái đời sống của người Ấn cổ. Họ ăn uống như thế nào, gia đình ra sao, họ đi bằng xe gì, họ mặc quần áo như thế nào, họ nói năng ra sao, họ tin tưởng vào cái gì, hơn tất cả nằm trong tất cả hai. Cho nên người ta nói là cái gì có trong Ramayana và Mahabharata thì có trong đời sống của người Ấn. Còn cái gì không có trong đời sống của người Ấn thì cũng không có trong cái này. Thế là hai cái này nó bao quát toàn bộ những chi tiết rất nhỏ của cái đời sống. Ăn uống, ẩm thực, trang phục, nhà cửa, niềm tin, đi lại, quan hệ, tất cả đều nằm trong cái này. Thế thì hai cái này, cái văn học và nghệ thuật của người Ấn ấy, nó có tác động triết học, tức là làm cho cái những tư tưởng triết học Ấn Độ ấy trở nên rất là linh hoạt, rất là nhẹ nhàng, rất là phóng khoáng. Nói tóm lại là cái tư tưởng triết học đó nó gắn với văn thơ, nó làm cho người ta gây ra người ta cái cảm xúc và niềm tin. Nó tác động rất mạnh đến cái trí tưởng tượng cũng như là cái niềm tin và tình yêu và cảm xúc của những con người. Thì chúng ta đọc trong Veda thì chúng ta thấy là hoàn toàn đó là những khổ thơ. Trong Rig Veda ra những khổ thơ. Rồi trong các cái tác phẩm triết học thì có thể nói là tính văn học rất cao ở trong đó. Ta thường gọi là diễn ngôn. Ví dụ như diễn ngôn của Phật giáo, diễn ngôn của Hindu giáo trong các tác phẩm kinh điển của họ. Thì đấy là có thể nói là vấn đề thứ nhất, đó là những cái bối cảnh và cái tác nhân thì chúng ta làm rõ. Cái bối cảnh đó bao gồm 5 cái tác nhân, 5 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất, hoàn cảnh địa lý. Yếu tố thứ hai là nhân chủng. Yếu tố thứ ba là kinh tế, chính trị. Yếu tố thứ tư là khoa học, kỹ thuật. Yếu tố thứ năm là văn học, nghệ thuật. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nhận xét như thế này, tức là cái chất Ấn Độ nó giống như một cái cây đó, nó được nảy sinh trên mảnh đất rất màu mỡ của văn học, của cái nền, của một cái nền văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần Ấn Độ đã phát triển ở một cái đỉnh cao so với toàn bộ các cái nền văn minh trên thế giới lúc đó, thì Ấn Độ là một
trong những cái nơi mà cái nền văn minh của họ phát triển sớm nhất, sớm nhất. Đôi khi người ta nói là văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa là những nền văn minh sớm nhất, một trong những nền văn minh sớm nhất của nhân loại. Cùng cái thời kỳ này ở phương Tây á, thì người phương Tây vẫn chìm trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ của công xã, vẫn còn chìm. Ví dụ Veda có khoảng thế kỷ thứ 18 trước Công Nguyên. Ở trước đó thì họ đã có rồi những cái tín ngưỡng cổ xưa, nhưng mà bắt đầu văn bản triết học thần văn đó là khoảng thế kỷ thứ 18 trước Công Nguyên. Trung Hoa thì cái của họ khoảng cũng khoảng thế kỷ đó thì bắt đầu thực sự bắt đầu triết học, đó là kinh dịch hoặc là Chu dịch, bắt đầu từ thời nhà Chu với tư tưởng về dịch, thì cũng khoảng thế kỷ thứ 18. Trong khi đó trong cái khoảng thế kỷ thứ 18 trước Công Nguyên đó, ở phương Tây thì vẫn còn chìm trong cái chế độ công xã nguyên thủy. Đấy, như vậy từ đây chúng ta có thể rút ra cái kết luận thứ nhất là gì? Như vậy triết học Ấn Độ đã xuất hiện khá sớm trong cái nền văn minh của nhân loại. Nó có thể coi là được xuất hiện trên một cái mảnh đất rất tươi tốt và màu mỡ của văn minh nông nghiệp. Một trong những nền văn minh sớm nhất của nhân loại. Xét về mặt không gian và thời gian. Kết luận thứ hai là gì? Kết luận thứ hai là triết học Ấn Độ đấy, nó được tạo thành bởi rất nhiều các cái yếu tố. Được tạo thành bởi rất nhiều các yếu tố. Trong đó có cả những yếu tố về chân học, cả yếu tố về địa lý, về khí hậu tự nhiên, cả yếu tố về văn học, nghệ thuật. Cho nên cái triết học Ấn Độ nó là một cái nền triết học rất phong phú đa dạng. Nó vừa mang tính sâu sắc, triết lý, nhưng vừa mang tính phong phú đa dạng. Và lại thể hiện một cái tinh thần tâm linh rất là sâu sắc, nó rất là toàn diện, vừa mang tính triết lý vừa mang tính tâm linh. Đấy, vậy mà sau này chúng ta gọi từ triết học lên là chúng ta đã dùng từ của phương Tây rồi, người phương Đông không có dùng từ triết học, trên gọi đúng là minh triết ở Ấn Độ là đúng nhất, từ minh triết Ấn Độ. Rồi đó là cái thứ nhất, cái nội dung thứ nhất chúng ta đã ôn xong. Rồi sao chúng ta sang cái nội dung thứ hai, sang nội dung thứ hai. Tại vì đây là những nội dung nằm trong cái đề thi của chúng ta, cho nên tôi cố gắng chi tiết và tỉ mỉ. Nếu chúng ta ghi được tốt, chúng ta nắm được tất cả vấn đề đó, tôi nghĩ chúng ta đương nhiên là chúng ta làm được thôi. Rồi nội dung thứ hai, bức tranh chung của triết học Ấn Độ thì chúng ta đã làm rồi, đúng không? Ở đây tôi chỉ khái quát lại thôi, chứ vì chúng ta đã làm rồi, tức là chúng ta đã có kiến thức rất kỹ về cái này rồi. Khi nếu gọi trình bày bức tranh chung của triết học Ấn Độ thì chúng ta có thể chọn, thứ nhất chúng ta phải bắt đầu từ cái vì sao lại nó lại có bức tranh chung. Thì cái bức tranh chung thực ra của triết học Ấn Độ, bức tranh chung triết học Ấn Độ thực chất là gì? Thực chất là sự tương tác giữa hai cái dòng triết học mang tính phổ biến và điển hình ở Ấn Độ. Đó chính là cái sự giao lưu và tương tác, trong đó có xung đột giữa cái trường phái dòng chính thống và dòng phi chính thống.
nội dung thứ nói cái bức tranh chung nhìn một cách tổng quan nhất, một cách chung nhất thì triết học Ấn Độ được hình thành và phát triển thông qua cái giao lưu tương tác và đấu tranh giữa hai cái dòng triết học mang tính phổ biến điển hình ở Ấn Độ cổ, đó là dòng triết học chính thống giáo và dòng triết học phi chính thống. Nội dung thứ hai chúng ta cần làm rõ đó là vậy thì chính thống giáo là gì và phi chính thống là gì. Tức là chúng ta định nghĩa nó. Dòng chính thống giáo là gì? Chúng ta có thể nói chính thống giáo không phải đó là cái cao về mặt học thuật, cái là tư tưởng sâu sắc được gọi là chính thống, không phải. Mà chính thống giáo đây là nó mang cái phương diện là pháp lý được nhà nước, được pháp lý thừa nhận. Tức là những người Bà La Môn cho rằng là chính thống giáo là tư tưởng được phải được bảo vệ, nó là tư tưởng chính thống mọi người phải theo, buộc mọi người phải theo, nó được pháp luật thừa nhận, nó được nhà nước và cái giai cấp thống trị bảo vệ và tạo điều kiện cho nó phát triển, bảo vệ và tạo điều kiện, tạo những điều kiện thuận lợi. Thứ ba là gì? Nó được gọi là dòng chính thống bởi vì các cái trường phái, hệ phái trong nó luôn luôn là thống nhất với nhau, kế thừa nhau, nó là sự kế thừa và thống nhất với nhau, chúng không phản đối nhau, chúng cũng không tách biệt, mà chúng luôn như một cái dòng sông vậy, cứ thế tuôn chảy liên tục, không bị đứt quãng, không bị cắt rời, từ Veda cho đến Hindu giáo luôn là một cái thể thống nhất với những quan điểm chung nhất và được kế thừa lẫn nhau. Những quan điểm của Veda cổ xưa được Hindu giáo kế thừa và phát triển. Thế đấy, đây gọi là chính thống giáo. Và nó bảo cái pháp lý để thừa nhận và với một cái chính thống giáo còn hệ, đó là cái dòng triết học phản ánh địa vị xã hội và lợi ích của giai cấp thống trị, của tầng lớp thống trị, của tầng lớp Bà La Môn thống trị. Đó, tức là nó phản ánh, cái này nó phản ánh địa vị xã hội và lợi ích đẳng cấp của hai cái đẳng cấp thống trị trong xã hội, trong chế độ bốn đẳng cấp. Rồi, phi chính thống. Thế nào là phi chính thống? Phi chính thống, thực ra cái tên phi chính thống là do cái tầng lớp thống trị đặt ra để phê phán và phản bác. Thực ra cái phi chính thống này, gọi nó là phi chính thống thì không phải là đây là tà đạo hay là không tốt hay là xấu, mà phi chính thống này là do chính cái tầng lớp thống trị trong xã hội Ấn cổ đặt ra để phân biệt với những tư tưởng chính thống của mình. Đó, cho nên cái phi chính thống là cái tên đặt để phân biệt, tên đặt của giai cấp thống trị để phân biệt. Thứ hai là nó được gọi là phi chính thống bởi vì các cái trường thái trong phi chính thống này là phản bác, chống lại hoặc phản bác hoặc không thừa nhận những quan điểm chính thống, những quan điểm rất cơ bản của chính thống, là nó bác bỏ, là không thừa nhận những quan điểm của trường thái chính thống. Và thứ ba là phi chính thống là phản ánh địa vị và lợi ích của những đẳng cấp
khác nhau trong xã hội. Chúng phản ánh địa vị xã hội, lợi ích, đẳng cấp của những đẳng cấp khác nhau trong xã hội. Như là China phản ánh địa vị xã hội và lợi ích của một bộ phận những người thuộc đẳng cấp Bà La Môn đã bị thất sủng. Trường phái Lakayata phản ánh địa vị xã hội và lợi ích của những người dân tự do. Và Phật giáo Nguyên Thủy là phản ánh địa vị xã hội và lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội với người thuộc đẳng cấp nô lệ. Rồi thứ tư đó là gì? Vì chúng phản ánh cho nên là những cái trường phái trong chính thống giáo là không có tính là chúng khác biệt nhau về nội dung, về tính chất. Chúng khác biệt nhau về nội dung và tính chất vì chúng không phản ánh những địa vị và lợi ích của những giai tầng khác nhau. Vì vậy chúng không có tính thống nhất với nhau, không tính thống nhất. Quan điểm của những người thuộc trường phái China là khác với Phật giáo. Mặc dù chúng có chịu ảnh hưởng của nhau, nhưng kế thừa giống như dòng chính thống giáo từ Veda cho đến Hindu là không có. Đó là những trường phái khác biệt nhau về tính chất và nội dung. Thì đấy chính là định nghĩa. Rồi, cái nội dung thứ ba mà chúng ta cần làm rõ đó là gì? Đó là nhìn từ phương diện lịch sử của chính thống giáo thì chúng ta là thấy rằng chính thống giáo với trường phái từ Veda cho đến Hindu giáo, từ Veda cho đến Hindu giáo. Chúng ta không phải trình bày cụ thể nữa, là chính thống giáo khởi đầu từ Rig Veda, bốn bộ kinh Veda với Rig Veda với những tư tưởng rất cơ bản của nó, rồi phát triển đến Upanishad, rồi đến Bà La Môn, Bà La Môn giáo, rồi đến Hindu giáo. Cái đấy chính là cái dòng chính thống giáo với những đặc điểm chung của nó, chính là luôn luôn kế thừa lẫn nhau, tiếp nối nhau để phát triển, tạo thành một cái thể thống nhất. Còn ở đây cái lịch nhìn từ lịch sử thì đó là ba cái trường phái khác nhau phản ánh nguyện vọng lợi ích khác nhau, đó là China, đó là Lakayata, đó là Phật giáo. Thế đây chúng ta trình bày ngắn thôi. Ví dụ chẳng hạn Veda xuất hiện từ thế kỷ nào, những tư tưởng căn bản của nó, rồi Upanishad thực ra là những luận văn để làm rõ những vấn đề, những quan điểm trong kinh Veda, rồi trong bắt đầu dẫn đến cuộc đấu tranh giữa hai cái dòng chính thống giáo và phi chính giáo thì Bà La Môn giáo đã xuất hiện để gì? Chống lại, trở thành một hệ thống lý luận và giáo lý chống lại các cái trường phái phi chính thống giáo lúc đó, như là chống lại China, Lakayata lúc đó, rồi Hindu giáo như là một tôn giáo dân tộc kết hợp toàn bộ những tư tưởng tinh hoa của Veda, tạo thành một hệ thống vừa mang tính triết học vừa mang tính tôn giáo, Hindu giáo. Ở China chúng ta cũng thế. Chúng ta trình bày ngắn gọn. Sang vấn đề thứ tư, đó là những đặc điểm chung, những đặc điểm chung của dòng chính thống giáo và những đặc điểm chung của phi chính thống giáo.